Rồi, hello, xin chào bà con, chào tất cả quý vị. Chúc tất cả quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui. Cái chủ đề trong video clip ngày hôm nay Sơn Sàm muốn nói với tất cả quý vị là có thể chúng ta sẽ không được gặp chị Phương Hằng thêm một lần nào nữa, sẽ không được giao lưu với chị và sẽ không được nhìn thấy chị trên tất cả các phương tiện truyền thông cũng như là Facebook cá nhân, đó, những trang mạng xã hội. Đây là một cái điều lo ngại. Đây là điều lo ngại mà tất cả quý vị chúng ta yêu mến chị Phương Hằng cũng như là ông Quỳnh Quy Dũng là chồng của chị Hằng đã rất là băn khoăn về vấn đề này. Và đây cũng là cái điểm yếu mà cái bọn mà xuyên tạc á, đó, những cái bọn mà xuyên tạc như Đinh Lan á, nó rất là mong chờ, đó, nó kích chị lên sóng. Đúng không quý vị? Sau cái bài báo của báo Công Thương ngày hôm qua đó quý vị, có những cái lời cảnh báo, có những cái lời cảnh báo, có những cái hàm ý mà chúng ta nhận ra trong đó nó tiềm ẩn rất là nhiều rủi ro, rất là nhiều nguy hiểm dành cho CEO Nguyễn Phương Hằng nha quý vị. Chúng ta cũng thấy rằng chị Hằng của chúng ta là một cái nhân vật rất là đặc biệt, được rất là nhiều người quan tâm. Nhất cử nhất động của chị, một cái hành động nhỏ của chị cũng có thể đem ra mổ xẻ, quý vị thấy không? Đó, một cái bài hát bình thường, đó, một cái bài hát chị trải lòng, một cái bài hát chế, đó, muốn gửi gắm đến cái tâm tư tình cảm cho quý vị yêu thương, đó, bây giờ lại được đặt lên một cái bàn cân đó quý vị, đặt lên một cái bàn cân để mà soi mói rồi so sánh tất cả mọi thứ, quý vị thấy không? Đó, khi mà chúng ta là người của công chúng rồi, nó rất là khổ quý vị. Đó, chúng ta đặt ở góc độ con Hoa hậu Phương Lê, đó, nó đem cái bài quốc ca ra, nó chế, nó hát tự lưa quý vị, nó lên phạt có mấy triệu bạc rồi về có nói gì đâu ha. Rồi nó đem 500 triệu ra, nó ủng hộ làm từ thiện rồi đâu vào đấy, nó tẩy trắng ngay. Nhưng mà câu chuyện này nếu mà chị Hằng chúng ta mà chế cái lời quốc ca đó là mệt, rất là mệt quý vị thấy không. Đó, hơn nữa là bây giờ báo chí nó viết những cái lời rất là gọi là tấn công trực diện vào chị Hằng đó quý vị. Hầu như là những cái việc làm tốt của chị như là đóng góp 15 tỷ đồng rồi quyên góp này kia kia nọ, tổ chức này kia cho Đại Nam mọi người vui chơi, là không có được nhắc đến, mà hầu như là chị chăm hám vào, xăm soi vào cái bài hát chế của chị đó. Và nó nói về những cái phát ngôn của chị đó, nói chung là người ta bàn luận rất là nhiều, bỏ qua tất cả những cái việc tốt. Bởi người ta nói với anh làm, anh xây một cái chùa không ai biết, nhưng mà anh làm bể một cục gạch là cả làng đều hay đó. Thì chính vì điều đó mà chúng ta thấy rằng chị Hằng của chúng ta sẽ hạn chế xuất hiện trong thời gian tới. Và đó cũng là cái mong muốn của ông Quỳnh Quy Dũng nha quý vị. Đó, theo chúng ta được biết thì chú Dũng cũng rất là nhiều lần ngăn cản chị Hằng, đó, hạn chế lên livestream tập trung làm ăn, tập trung mà gọi là cứu người cứu đời ha. Và bây giờ là cũng đã kết thúc cái drama rồi, đó, không nên có xuất hiện nhiều nữa đó. Và cái mà chúng ta đáng lo ngại đó quý vị, cái mà chúng ta đáng lo ngại là khi mà chị Hằng giao lưu với mọi người á, được sự cổ vũ nồng nhiệt của mọi người á, là chị Hằng lại cao hứng có những cái phát ngôn này phát ngôn kia. Và chúng ta biết rồi đó, cái thế lực mà đó, có nhiều thế lực lắm, thế lực này nó không còn thì cũng có cái thế lực khác đó, rất là nhiều người mà chị đã phải đụng chạm rồi quý vị ha. Đó, và cái lý do chị vào trong T30 thì chúng ta cũng biết rồi đó, cho nên bây giờ chúng ta rất là lo ngại chị lại vướng vào cái vết xe đổ của cái lần trước nha quý vị. Đó, mặc dù cái bài hát của chị chế á, nếu mà chúng ta tìm hiểu kỹ ra từng lời đó, từng cái ca khúc trong đó thì nó cũng chẳng có gì mà gọi là xúc phạm ai hay là sai hay trái gì đâu quý vị. Đó là những cái trải nghiệm, những cái bộc bạch từ trong tâm tư của chị thôi. Đó, nhưng mà hiện tại một người bình thường thì không sao, nhưng mà nếu mà một người như chị Hằng bây giờ, đặc biệt là trong cái thời điểm nhạy cảm như bây giờ nữa, thì nó rất là căng quý vị. Đó, chính vì vậy mà Sơn Sàm lo ngại rằng Chủ nhật sắp tới và những cái Chủ nhật sau nữa, khi mà mọi người giao lưu ở Đài Nam, chúng ta sẽ thấy được cái sự cẩn trọng của chị Hằng cũng như là của anh Dũng, sẽ hạn chế giao lưu và sau này sẽ hạn chế tiếp xúc với đám đông, cũng như là mạng xã hội nha quý vị. Đó, thì Sơn Sàm nghĩ như vậy thì nó cũng là tốt thôi quý vị. Chị Hằng đã trải qua một cái thời gian là khủng khiếp rồi, 3 năm trời đâu phải là ít quý vị ha. Chị đã trả một cái giá rắc đất rồi, thì bây giờ chúng ta cũng cầu mong cho chị sức khỏe nó ở bên ngoài ha, tiếp tục làm việc đó, giúp người giúp đời đó, chăm sóc cho chồng cho con cho mẹ ha. Tại vì bây giờ nếu mà bây giờ bị kích động nữa, rất là nhiều cái kênh nó kích động đó quý vị, nó kích động và nó lên thì y như rằng là nó biết rằng khi mà chị Hằng mà lên sóng một cái là sẽ có sạn ngay. Đầu tiên là
Tôi cứ nghĩ là nó sẽ soi vào cái vấn đề quyên góp từ thiện của chị ha, quyên góp từ thiện của chị. Nhưng mà Đại Nam đã làm rất tốt cái vấn đề mà quyên góp từ thiện ha, không có một cái hộp sạn nào, nó không thể nào mà nó xuyên tạc được đó, cho nên bây giờ nó quay qua nó tìm mọi cách để nó công kích vấn đề khác, đúng không quý vị? Đó, ví dụ như một cái câu chuyện đầy ý nghĩa, một cái việc làm như thế đó, nó không nhắc tới mà nó chỉ nhắc tới cái vấn đề bài hát thôi, tại vì cái đó là cái điểm yếu, đúng không? Bởi tôi nói khi mà ngồi ở một cái vị trí mà không ai ngồi được thì phải chịu được áp lực không ai chịu được, đó là cái câu nói của Sơn Tùng MTV đó quý vị biết. Đó thì chị Hằng bây giờ đang ở trong một cái tâm thế như thế, nhưng mà qua cái bài báo này thì tự nhiên chúng ta cảm thấy lo ngại đó quý vị. Sơn Sàm thực sự là lo ngại cho chị nha. Đó, cái thứ nhất là chị Hằng của chúng ta là một người rất là bộc trực thẳng thắn, một người mạnh mẽ và một người đầy cảm xúc. Đó, với một cái đám đông như thế nha quý vị, với một cái đám đông cổ vũ đó, hò reo như thế thì chị Hằng nhiều lúc sẽ không kiềm chế được cảm xúc của mình. Đó, sẽ có những cái phát ngôn mà sẽ tạo cơ hội cho cái bọn xuyên tạc vu khống và nó nắm thóp, đúng không? Đó, cho nên chúng ta sẽ chịu khó trong cái thời gian này, là chúng ta cũng không nên là gặp gỡ hay là giao lưu nhiều với chị Hằng nữa quý vị. Trong cái thời điểm này nó chỉ mới ra đó quý vị ha, không nên gặp gỡ và giao lưu nhiều với chị. Và cũng như là theo như Sơn Sàm nghĩ là những cái cuộc mà như là trong vừa rồi đó là cũng hạn chế, cái cuộc giống như là cuộc livestream bữa hôm ngày 29 tháng 9 đó quý vị. Đó, thì chị Hằng cũng chỉ xuất hiện với tư cách là người của Đại Nam, rồi sẽ phát biểu, rồi sẽ hát một hai bài, rồi nói chuyện xong rồi thôi, chứ không có thể nào mà ngồi mấy tiếng đồng hồ trên đó thì nó lại giống như ngày xưa. Ha, ngày xưa thì chúng ta cũng biết rằng là chị Hằng của chúng ta là bị dướng cái này dướng cái kia, là do là chị livestream rồi hát karaoke rồi giao lưu với mọi người là 5-6 tiếng đồng hồ, rồi uống rượu này nọ, thì trong những cái giây phút mà ấy thì có những cái phát ngôn như thế đó quý vị. Đó, cho nên thì xong cái 4 cái chủ nhật này, nó Sơn Sàm hy vọng rằng là không có việc gì xảy ra đó, mọi người đến ăn chơi vui vẻ, giao lưu, rồi bắt đầu là quyên góp ủng hộ cho đồng bào miền Bắc đó, rồi sau này chị Hằng của chúng ta sẽ qua cái thời gian nhạy cảm này đó, chị sẽ lên chị chia sẻ về vấn đề gia đình, con cái, chăm sóc chồng con, người phụ nữ thì nó rất là ok quý vị. Đó, còn cái thời điểm bây giờ mà Sơn Sàm cũng rất là lo, rất là lo cho chị nha. Thì bây giờ chúng ta cũng biết rồi ha, chị phát ngôn lên là đụng tùm lum tà la hết, đụng rất là nhiều người mà sợ là chị không kiểm soát được quý vị. Ở vừa rồi thì báo Công Thương đã có một cái bài đánh thẳng vô quý vị thấy không, người ta có những cái lời lẽ như thế này thì chúng ta biết rằng là không có một cái sự ưu ái nào dành cho chị Hằng, và cũng không có thiện cảm nào dành cho chị ha. Đó, báo viết là có lẽ bà Nguyễn Phương Hằng đang sốt ruột đi tìm lại hình ảnh một thủ lĩnh cùng khoảng thời gian đã mất 2 năm cho việc thụ án tại trại giam T30 trong bản án về tội lợi dụng đó ha. Thế nên chỉ sau 10 ngày ra tù, người ta được chứng kiến một loạt sự kiện đó, mà ở đó người đang mà đó người ta viết rất là ấy quý vị. Rồi cuối cùng người ta kết lại một câu này, sau 2 năm thụ án, có thể với bà Phương Hằng giờ đây và cả phía trước đang là những ngày đẹp trời, nhưng phía sau cái ca khúc tự chế của mình, bà Phương Hằng cho thấy như muốn tự mình mang lại bão giông cho những ngày đẹp trời sắp tới, hoặc giả thậm chí tự mình tước đi những ngày đẹp trời đó. Đó, báo viết rất là gay gắt đó quý vị. Nếu mà xét về góc độ cái ca khúc đó thôi thì Sơn Sàm không có nói gì, cũng chả có cái gì to tát để mà lo lắng cho chị đâu, cũng bình thường thôi đúng không quý vị. Nhưng mà Sơn Sàm sợ là sợ trong những cái ngày sắp tới nè, đó là cái mà Sơn Sàm lo đó quý vị, đó là trong những cái ngày sắp tới, những cái chủ nhật tới nè, mà còn 3 cái chủ nhật nữa, 3 cái chủ nhật nữa thì rất là đông. Rồi 3 cái chủ nhật nữa chắc chắn là Sơn Sàm nghĩ là chị cũng sẽ giao lưu, rồi chị cũng sẽ hát karaoke đó, rồi bắt đầu là cao hứng thì chúng ta không biết được điều gì xảy ra ha. Không biết là chị còn có những cái giây phút mà bộc lộ cảm xúc quá đà đó quý vị. Chúng ta đã không nghe giọng của chị là 3 năm trời rồi ha, chúng ta đã không nghe giọng của chị 3 năm trời rồi, cho nên bây giờ chúng ta cũng không thể nào mà mong muốn cái điều gì mà nó không hay nó xảy ra nữa quý vị. Rất là tội nghiệp cho chị. Tại vì chị ở ngoài thì chị giúp được rất là nhiều người. Chị giúp được rất nhiều người nha. Nếu mà chị Hằng ở ngoài, chị có thể điều hành công ty,
Đó, như chị vừa ra là quý vị thấy không, đồng bào miền Bắc là cũng được hưởng lợi rồi, xây dựng cái này phát động cái kia đó. Người nghèo người ta là rất là háo hức, chứ bây giờ mà xảy ra cái này cái kia nữa thì rất là mệt mỏi quý vị ha. Đó, cho nên Sơn Sàm đưa ra cái quan điểm của mình nha. Đó, Sơn Sàm cũng là lo ngại như thế, thì Sơn Sàm là với một cái suy nghĩ cá nhân của mình thôi. Đó, cho nên các cô chú anh chị mình chúng ta thấy như thế nào thì các anh chị mình cứ bình luận ở bên dưới nha. Đó, cứ comment bên dưới cho Sơn Sàm. Mặc dù thì Sơn Sàm thì cũng theo drama, nhưng mà theo cái tuổi đời thì cũng không có lớn lắm, cũng không có từng trải nhiều. Các cô chú anh chị khán giả cũng nhiều người nhìn ra. Đó, cho nên các cô chú anh chị mình ai mà có những cái nhìn nó thấu đáo hơn thì có thể bình luận cho Sơn Sàm nhé, để Sơn Sàm đọc và rút được những kinh nghiệm cũng như là nhìn nhận cái vấn đề nó sâu sắc hơn, thực tế hơn ha. Còn bản thân Sơn Sàm thì lúc nào cũng mong muốn cho chị Hằng sức khỏe đó, Đại Nam làm ăn thịnh vượng, tại vì người nghèo được hưởng lợi là Sơn Sàm rất là mong ha. Đó, cho nên Sơn Sàm cũng rất là lo lắng quý vị. Hôm qua giờ thấy báo viết cái bài đó lo lắng không biết lên clip nói như thế nào ha. Đó, cho nên cũng hy vọng là mọi việc nó trôi chảy rồi không có gì hết, để Đại Nam là ngày một thịnh vượng đó, anh Dũng với chị Hằng làm ra được nhiều tiền đó, để cống hiến cho xã hội, cho cộng đồng, người nghèo được hưởng phước nha quý vị. Đó, rồi ok, chúc quý vị một ngày mới nha. Rồi cuối video clip thì Sơn Sàm cũng đưa cái những cái sản phẩm sức khỏe và làm đẹp của Sơn Sàm hàng Nhật Bản cho cô chú anh chị mình tham khảo qua mua hàng ủng hộ em nha. Xin kính mời. Cuối video clip thì Sơn Sàm cũng xin gửi đến một số sản phẩm của Sơn Sàm cho quý vị chúng ta cùng tham khảo nha. Ở trong cái Zalo này tất cả là hàng Nhật nha, tất cả là hàng của Nhật Bản, những sản phẩm về sức khỏe làm đẹp. Ok, thì đây là Sơn Sàm xin giới thiệu cả nhà mình cái nano giải độc gan đây, giải độc gan. Các cô chú chị nào ăn nhậu rượu bia nhiều đó, gan nhiễm độc và đặc biệt là xơ gan, men gan cao, viêm gan B và nó hay bị nóng gan đó, nổi mề đay, mụn nhọt đồ các kiểu, thì đây cái sản phẩm này nó giúp là hỗ trợ đào thải cái độc tố trong người mình qua con đường nước tiểu và mồ hôi nha. Đó, mình uống cái này vô á, mình uống mình đi tiểu ra, nước tiểu mình rất hôi và mồ hôi của mình rất hôi luôn đó. Sơn Sàm cũng đang uống nha, Sơn Sàm là đi nhậu rất nhiều quý vị đó. Thì cái này á, là gì, nó giúp đào thải cái độc tố trong gan mình ra ngoài đó ha. Thì một hộp này là có 330 viên, mỗi ngày mình uống 5-6 viên gì đó, hộp này uống hơn 2 tháng nha. Nano giải độc gan, uống khoảng 3 hộp thôi là cái gan mình nó sạch trơn luôn quý vị. Rồi, hộp này em bán 3,5 triệu nha, bao triệu 3,5 triệu miễn ship ở Việt Nam, các anh chị nước ngoài tính thêm phí ship nha quý vị. Đó, rồi tiếp theo là cái dạ dày cô qua đây đó, cái này là dạ dày cô qua dành cho các cô chú anh chị mình bị bao tử nha. Đó, đầy hơi nè, ở nóng, ở chua, ăn không tiêu nè, viêm loét dạ dày các kiểu. Rồi, thì một hộp này là 300 viên đó, mỗi ngày thì mình uống 5-6 viên gì, mình uống với nước ấm nha, uống trước khi ăn đó. Cái này là lá tí tô không à, 100% lá tí tô quý vị đó, bảo đảm bao tử là dứt điểm luôn nha. Đó, dạ dày bao tử là dứt điểm luôn, 750.000 dạ dày cô qua này, 750.000 nha quý vị. Đó, rồi tiếp theo là gì, đây là dành cho các anh chị nào mà làm đẹp nha, nam nữ BD đều dùng được hết. Collagen, đây là collagen viên uống bổ sung collagen quay pH Actec. Cái này là bổ sung collagen làm cho da mặt mình càng đẹp nha. Đó, các anh chị nam nữ BD đều dùng được. Đó, uống vô là cái da mặt mình nó căng tràn, láng mịn nè. Đó, hồng hào đồ các kiểu nha. Rồi một hộp này 120 viên, mỗi ngày mình uống 2 viên. Hộp này uống 2 tháng nha. Hộp này là 2,150 triệu. 2,150 triệu nha cả nhà. Đó, còn rất nhiều sản phẩm nữa. Đây, đây là viên uống giảm mỡ Onaka. À, các cô chú anh chị mình mà thừa cân thừa ký nè, các chị em làm văn phòng đồ nè, đó, làm văn phòng các anh nào ăn nhậu rượu bia nè, đó bị béo á, béo lâu năm mỡ cứng á, thì đây cái viên uống giảm mỡ Onaka này nó giúp đánh tan những cái vùng mỡ cứng, mỡ lâu năm nha. Đó, sau đó mình kết hợp với lại mình vận động và mình có một cái chế độ ăn phù hợp thì nó sẽ rất hiệu quả, giảm cân an toàn nha, không mệt mỏi, không ảnh hưởng đến sức khỏe và đặc biệt là gì, không có tác dụng phụ nha quý vị. Đó, không kiêng cữ gì hết luôn, chỉ cần sau 8 giờ tối các anh chị đừng ăn cho em, sau 8 giờ tối đừng ăn, rồi một liệu trình là xuống được 6-10 kg nha quý vị. Rồi một hộp này là một liệu trình là 2 tháng, một liệu trình 2 tháng ngày uống 4 viên nha. Rồi liệu trình 2 tháng là 2,6 triệu, 2,6 triệu nha quý vị. Đó, 2,6 triệu. Rồi tiếp theo là cái đông trùng hạ thảo đây, đông trùng hạ thảo này dành cho các anh chị về thận, chuyên về thận nha. Đó, thận yếu, thận hư nè, rồi phế hư nè, rồi tiểu gắt, tiểu đêm nè, đó, rồi những cái bệnh về thận nè, đó, rối loạn đồ các kiểu đó, thì cái này là bồi bổ thận nè. Đó, cái này là 180 viên đông trùng hạ thảo của Nhật Bản nha, 180 viên. Đó, cái này là 2,850 triệu, 2,850 triệu nha. Rồi bây giờ sẽ là hai cái siêu phẩm, hai cái siêu phẩm đây, hai cái siêu phẩm sụn cá mập.
À, sụn cá mập này thì chuyên về xương khớp nha, chuyên về xương khớp. Các anh chị mình bị xương khớp thoái hóa đốt sống cổ nè, thoát vị đĩa đệm nè, thần kinh tọa nè, đó những cái khớp xương nó bị thiếu chất nhờn nè, đó thì đây cái này là cực kỳ hiệu quả luôn, nó hỗ trợ rất tốt. Sụn cá mập 6 trong 1 nha, hộp này 300 viên luôn đó, hộp này cũng uống hơn 2 tháng luôn, 3 tháng gì đó. Rồi 3.750.000, 3.750.000 nha. À, rồi tiếp theo hoạt huyết dưỡng não luôn. Hoạt huyết dưỡng não, các cô chú anh chị mình bị những cái bệnh mà thiếu máu não, à, cái này ai cũng bị nha. Đứng lên đầu óc mình nó quay vòng đó, hoa mắt chóng mặt đó, đau vai gáy, tê tay tay chân các kiểu, thiếu máu não. Thì cái hoạt huyết dưỡng não Yonosi nè, cái này nó tăng cường oxy lên não đó, bổ não, cải thiện giấc ngủ, rối loạn tiền đình các kiểu nha, cải thiện trí nhớ. À, 300 viên luôn, 3.500.000, 3.500.000 nha, 300 viên. Rồi tiếp theo là gì? GABA hỗ trợ giấc ngủ nha, hỗ trợ giấc ngủ đây quý vị. À, hỗ trợ giấc ngủ các anh chị mà mất ngủ lâu năm, à, thì đây cái này là thảo mộc thảo dược của Nhật Bản đây, viên uống hỗ trợ giấc ngủ, ngủ rất ngon luôn. Rồi hộp này uống 2 tháng 1.750.000, 1.750.000. À, viên uống tăng chiều cao dành cho trẻ em, à, từ 5 đến 12 tuổi, một liệu trình là 3 hộp, hỗ trợ về canxi tăng chiều cao đó, một liệu trình 3 hộp nha, cực kỳ hiệu quả của Nhật Bản luôn. Bonbon đây, cái này là 1.750.000, 1.750.000 nha. Đó, rồi natto kinase đây, cái này là siêu phẩm này. À, các anh chị nào mà gọi là tai biến đột quỵ, những người nào có nguy cơ tai biến đột quỵ cũng như là đã từng bị tai biến đột quỵ rồi ha, mình uống cái này hàng ngày luôn, uống cái này hàng ngày nha, nó triệt tiêu luôn nguy cơ tai biến đột quỵ nha quý vị. Rồi một hộp này là 300 viên, à, mỗi ngày mình uống 5-6 viên gì đó là cái nguy cơ tai biến đột quỵ nó triệt tiêu luôn ha. Rồi hộp này là 300 viên, 3.850.000, 3.850.000, natto kinase phòng ngừa và điều trị tai biến đột quỵ tốt nhất của Nhật Bản đây. Rồi 3.850.000. Rồi còn nữa quý vị, rồi đây là cái nội tiết tố dành cho các chị em phụ nữ nha, dành cho các chị em phụ nữ với BD không dùng được nha. À, chị em phụ nữ từ 30 tuổi đổ lên, khi mà cảm thấy trong người mình khó ở nè, rồi bức rất khó chịu nè, kinh nguyệt không đều nè, rối loạn nội tiết tố, nóng trong người, nổi mụn nè, đó thì đây cái này nó giúp cân bằng nội tiết tố, điều hòa kinh nguyệt nè, nó làm mát gan nè, đó da dẻ hồng hào nè, đó cân bằng tất cả những cái chỉ số về nội tiết tố phụ nữ nha, rất tốt luôn. Rồi cái này là 1.150.000, 1.150.000. Rồi tiếp theo là cái miếng giang chân nè, đó miếng giang chân thải độc. Khi mà cơ thể mình mệt là mình cứ tối trước khi đi ngủ á, mình ngâm 2 cái bàn chân mình vô trong cái thau nước ấm á, rồi mình lau khô đi, mình dán 2 cái miếng dán này vô ha, mình ngủ tới sáng thì thôi luôn ha, con người mình nó khỏe re, mình lột ra là 2 cái miếng dán này nó đang thui luôn quý vị. Đó, tinh thần mình buổi sáng mình dậy thấy con người mình nó nhẹ nhõm lắm quý vị, rất là khỏe luôn, ngủ rất ngon luôn. Cái này là miếng dán chân thải độc nha, hộp này 36 miếng, khi nào mệt dán 2 miếng nha quý vị. Rồi 950.000, 950.000, 950.000 đồng. Đó, rồi và tiếp tục là cái nano trị gút. À, gút này, nhà nào mà có người thân bị gút, những đầu ngón tay ngón chân nó sưng rồi đó, à, thì cái này là nano anserin trị gút nè, nó giúp cân bằng những cái nồng độ uric trong máu cũng như là nó giảm những cơn đau cho gút hành hạ nha. À, rất là tốt, mình kết hợp chế độ ăn uống vừa phải nữa thì nó giảm 80-90%, cái gút này cực kỳ hiệu quả luôn. Hộp này uống 1 tháng 90 viên đây, 2.100.000 nha, 2.100.000. Rồi còn rất nhiều sản phẩm ở trong cái Zalo này, các anh chị mình vào để tham khảo nha. Đây là sản phẩm của gia đình em chứ không quảng cáo cho ai nha. Đặc biệt hàng bánh Sơn Sàm là bao xài, bao đổi, bao trả. Đó, các anh chị phát hiện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, trả lại cho em hoàn tiền gấp 10 nha. Đó, thì ok, mua ai cũng vậy, mua dùm em cảm ơn. Chúc tất cả quý vị sức khỏe, gặp lại trong video clip sau.